Vào cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Chương Trình cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết, Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết. Trong ngày hôm nay, Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm hơn 129.000 lượt người, qua đó phát hiện 106 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó có 51 ca đã cách ly tập trung, 29 ca cách ly tại nhà, 18 ca trong khu phong tỏa, 6 ca chưa được cách ly và 2 trường hợp lái xe phát hiện qua test nhanh tại các chốt. Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường có phát sinh 44 ca mới và tổng số ca bệnh từ chuỗi lây nhiễm này đã lên đến 1.416 ca. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng theo kế hoạch 158 của Ủy ban Nhân dân thành phố và đã đạt gần 41% với gần 139.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Các cơ sở y tế đang điều trị cho 2.117 bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế đề nghị các địa phương phối hợp điều tra truy vết lại tất cả các trường hợp được xác định dương tính sau khi hoàn thành cách ly về địa phương. Các trường hợp người dân có triệu chứng sốt, ho cần báo ngay với trạm y tế xã phường để được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Dinh yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, căn cứ thực tế địa phương thì bổ sung biện pháp phòng chống dịch phù hợp, tiến hành xét nghiệm cho các trường hợp tham gia cung ứng hàng hóa shipper đảm bảo định kỳ 3 ngày một lần. Đề nghị là các địa phương mà chúng ta đã là có kết quả là 100% âm tính ấy, ở hộ gia đình ấy, thì chúng ta cố gắng bảo vệ cái vùng xanh này. Bảo vệ vùng xanh này cho thật tốt. Họ quyết tâm chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Đối với những cái vùng phong tỏa thì tăng cường các cái biện pháp như chúng ta đã làm và có thể làm mạnh hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương khẩn trương tổng rà soát, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định, không để chậm trễ.